Đấy là ông đắm được. Ông ấy ông bị tai biến lâu rồi, bây giờ ông nằm đổ ra. Ông đang ngủ rồi. Ông đang ngủ rồi hả bà? Dạ. Ông đang nằm nữa. À. Chồng mày đưa uống vậy, mày tận được mấy uống không chịu. Tao thì nào. Thôi tụi con đi liền mà ba, tụi con đi liền mà. Thôi gửi gửi. Con gửi mà cái này phần quà với con gửi thêm phần tiền hỗ trợ từ các anh chị mặt mình con á. Dạ. Thêm cho bà. Có gì bà chăm lo cho ông nha. Rồi thêm cái cảm ơn Đoan. Trời cho âm mẹ. Con đi trước nha bà. Bà tắt mấy tắt quạt đi không ông lạnh lên. Là anh thì bị tai biến, anh thì bị tai biến. Là bây giờ thì anh có lao động được không? Lao động lao động. Đi ngồi nằm chỗ đi đi cũng được bà anh ơi. Chứ bây giờ đổi đoàn nữa đâu. Chứ ông đi chứ không làm được, chứ không làm được, chứ phải bà tài thôi. Không có đồ được làm được. Ông người ta con tôi thì cắt đến rồi. Ung thư vú của cô nè, đó. Cả hai ông bà này đấy. Hiện tại chị đang làm công việc gì ạ? Thì ở nhà nuôi con đi. Thì ở nhà là thế làm gì? Mình có con cái gì không? Có, con đi rồi, để trong hết rồi. Đi hết rồi, xá xuôi hết. Lục lồi những cỏ đường về để ăn đây. Về đi rồi. Đi trao đi không trao. Em gửi phần quà này cho anh chị. Dạ. Với thêm một phần tiền hỗ trợ từ các anh chị Mạnh Thường Quân bên em nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn ạ. Đi trước nha. Dạ, dạ. Thôi đi. Dạ bà tên gì ạ? Dạ. Bà không có con luôn hả? À? Đang ở với cháu. Ở với cháu, nhà của cháu, nhà cũng đó. Rồi cháu thì làm nhà mà bà có đặc chịu cũng làm được. Rồi bà cuối cùng bà làm ở với ai? Dạ, thôi con gửi là phần quà này nha. Dạ. Là cháu cho cháu. Con gửi là phần quà này. Có gì bà dạ sử dụng trong này con có để dầu với thuốc á, ví dụ bà có lạnh nóng hay là lạnh gì đó thì bà nhớ lấy dầu bà bôi nha, có thuốc nhỏ mắt nữa nóng nó lên nè, dạ thuốc nhỏ mắt dạ. Con đi trước nha bà. Dạ dạ, cho bà ăn đi. Đi được mẹ quá. Đồ trong đi. Đi được mẹ bà. Hết. Mở đèn cho nó không báo cho nên nó bỏ cái kia rồi. Ô ngon mày cỡ đó nội nha này bỏ đỏ ăn cái này nó nóng bán cũng có. Bà con gửi bà phần quà mấy anh chị bạn có con cái chị đã khi làm mẹ ngoan con nó bà mà cháu ăn đi bà cứ là nếu mà đi không phải không bà nữa bà Nguyễn Thị Ngô bà Nguyễn Thị Ngô quan trọng nhất là này sao chứ con ngồi mình bà là chính mày gọi có ai nói tôi chưa chồng con gái là chồng con chào bà.
Xin người hãy giúp nó trở. Thôi con gửi bà phần quà nha. Cái này gửi bà thêm chút phần tiền hỗ trợ bà nha. Đây con để đây cho bà nha. Cái gì vậy cho bà nha? Cho bà tặng bỏ đấy. Anh mau chấm bớt cho em cái coi. Con người Sài Gòn. Con gửi tiền thuốc để đây cho bà nha. Nè, đây là con gái bà làm dâu dưới kia. Thì đây là con gái bà sẽ chăm sóc bà thì thôi là bà thì bà cũng không đi chợ gì được thì thôi có gì chị giúp bà là ba năm rồi đã hai năm rồi mua cái gì tẩm bổ cho bà để cho bà khỏe nha chị nha. Tẩm bổ chứ. 3 năm rồi là 2 năm rồi. Rồi, thôi giờ mà chắc là tụi con xin phép đi nha bà nha. Cảm ơn mẹ vô mẹ. Bây giờ mình đi trên chiếc xe đi ha. Đi như này cho phát tiện nhé. Đi như này cho phát tiện nhé. Không bèo, không bèo. Đi không? Đi không này, nằm kia kia này nè. Là mấy nhà còn lại trong. Dạ bà cụ. Dạ con chào cụ. Tay cụ, ô tay cụ bị gì vậy? Dạ bị màu thân, tật màu thân. Bị từ hồi Tết màu thân hả? Bữa hôm màu thân. Màu thân hả? À mổ thân. Dạ, màu thân Tết màu thân đúng không? Dạ. Hồi năm 68 đúng không? Dạ. Đây 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 đây. Thôi. Đang ngồi đi ạ. Đang ngồi đi. Bà sống với ông hả? Bà này là bà Diễm, là vợ của ông Nguyên. Hai ông bà. Ông đi đâu đâu rồi? Ông đâu rồi ạ? Dạ, ông phải thả bọc. Ông đi đâu rồi ạ? Ông bà thằng Thân. Dạ, ông bà thằng Thân. Ngay gạt, bệ gạt. Đã được gần. Ông có bị bệnh gì không bà? Dạ. Ông mà ông bị bình hơn. Tôi bảo thì bà bình hơn năm rồi. Bây giờ ông bà làm gì để sống? Thì ông làm ruộng vậy thôi chứ làm công làm cả như ông ta con cái rồi con bây giờ xa rồi chứ không bao giờ ở được luôn luôn dân cả đó vậy là hơn bà sống với nhau mình ở đây xin gửi bà khuyên quà nha. Dạ cái con gửi thêm bà ít tiền nữa hỗ trợ bà với ông nha. Bà lạnh quá à, bà bơm miếng dầu vô đi. Cái bà lạnh quá thôi. Nha, con có cái dầu này còn 500 nha, dầu vô nhà. Nhà này bà mới đi về nghe đó. Em đi nha bà. Dạ, dạ. Bà đeo khẩu trang. Ủa, miếng dầu như rồi hả? Chưa. Rồi, ông bật rồi. Đâu chưa mà. Bật rồi, bật. Rồi, ra đây có đông vào không? Ủa, hai bà chị em hay sao bà? Chị em dâu. À, bà em dâu hả? Bà nhà bà bên này luôn hả? Bà bên đó. Bà ở dưới cái dâu hay sao? Ba ở bên nhà mình chị em. Dạ, nhưng mà ở mình thôi, không có con cái. Có. Dạ. Còn bà có con cái gì không? Có, lấy con mà ở dưới dâu. Có, ở dưới ngoài. Đang đính. Đang đính.
Đây con gửi cho hai bà mỗi bà một phần nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cái này nó hơi nặng mình để đây là nước. Đây, con gửi cho hai bà thêm mỗi người một phần hỗ trợ. Cái này là của các anh chị Mạnh Thường Quân bên con gửi á. Nha. Dạ. Dạ, chúc mấy bà sức khỏe nha. Dạ. Chúc mấy bà sức khỏe. Bà nhớ cầm về nha bà, cho mày có bánh á. Dạ. Dạ, bà ăn nha. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ, con cảm ơn bà nha. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn chị. Cảm ơn cô. Cảm ơn nhà nước. Bỏ lấy chút cũng lên. Thế. Nó không khổ. Nó hay.